Chiều nay, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, khối văn hóa xã hội để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 11 tháng của năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 11 tháng qua, khối văn hóa xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động thực hiện đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ được tỉnh giao, với những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, ngành y tế đã khám điều trị bệnh cho gần 2 triệu lượt người. Tỷ lệ huy động trẻ đi mẫu giáo trong độ tuổi đạt 96,1%. Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông đạt 68,8%. Thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương đạt 91,3%. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 96,7%. Công tác chuyển đổi số đã hoàn thành 32 trên 39 chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Các ngành cũng thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, có sức lan tỏa, định hướng, góp phần vào thành quả phát triển chung của tỉnh. Phát biểu tại buổi họp giao ban khối văn hóa xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Đặng Minh Thông yêu cầu các sở ngành rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Trong tháng cuối năm, khối văn hóa xã hội tập trung cho các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số, tổ chức đa dạng sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.